Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cắt dán những cái con vật trong khu rừng thân yêu của chúng ta nhé. Và hôm vừa chúng ta đã cắt dán con voi rồi đúng không nào? Hôm nay chúng ta sẽ cắt dán tiếp một con vật nữa, đó là con khỉ các bạn nha. Chúng ta sẽ cắt dán con khỉ, cắt vào đây để chúng ta tạo thành một bộ sưu tập những cái con vật ở trong rừng các bạn nhé. Đó, đây các bạn cùng nhau nhìn lên đây, chúng ta sẽ cắt dán chú khỉ nhỏ xinh xắn này. Mình sẽ cầm kéo bằng tay phải nhá, và đây là chiếc kéo thủ công chúng ta sẽ sử dụng. Đầu tiên chúng ta sẽ cắt phần chân trước này, các bạn nhớ cắt nó không nên cắt sát vào hình quá nhá, nó sẽ bị sát vào hình, nó không đẹp. Các bạn sẽ cắt bỏ ra một khoảng trống như thế này nhá. Một chú khỉ con đúng không nào? Đố các bạn biết khỉ con là loài vật có sở thích nhất là ăn món gì? Khỉ con rất thích ăn gì nhỉ? Ăn chuối, đúng rồi, chú khỉ rất thích chuối. Nếu mình, nếu mà chúng mình có dịp đi thăm những bạn khỉ ở vườn bách thú, chúng mình có thể dành cho bạn ý những quả chuối nhé. Tất nhiên là những bạn ý rất là tinh nghịch đấy, vì thế nên chúng mình khi chúng mình đến gần thì chúng mình cũng phải giữ khoảng cách. Nếu như mà chúng mình đến gần quá thì có thể là bạn ý nghịch quá mà bạn ý bấu vào chúng mình khiến chúng mình bị đau đấy. Đó, tiếp tục đến phần đuôi nhá. Được chưa? Như vậy là mình đã cắt xong chú khỉ rồi. Chúng mình sẽ lượn một chút vào phần này, phần trắng trắng này để cho nó được đẹp hơn nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ phải dán chú khỉ này nha. Mình sẽ sử dụng băng dính hai mặt để mình dán nhá. Mình sẽ lấy một phần nhỏ thôi, các bạn có thể dùng hồ dán cũng được, tuy nhiên rằng mình sẽ thích dùng băng dính hai mặt hơn vì nó nhanh và tiện hơn rất nhiều. Đó, tiếp tục chúng ta bóc cái phần băng dính ra một nửa ra và chúng mình sẽ dán vào bộ sưu tập nhá. Ok, vậy là bây giờ chúng mình có thêm một chú khỉ rồi. Thời lượng của kênh đã hết, hẹn gặp lại các bạn trong những tiết học lần sau nhé. Tạm biệt.